Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm hoạt động 2, mục 2 La Mã trang 163, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Yêu cầu của hoạt động như sau. Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực. Ngoại trừ ví dụ ở phần hoạt động 1 đó là thổi hơi để cho cái xe có thể chuyển động xa và nhanh hơn, thì ta có thể lấy rất nhiều ví dụ từ thực tiễn đời sống. Giả sử như một cái việc rất là quen thuộc với chúng mình, đó là đạp xe đi học. Muốn cho xe chuyển động nhanh hơn thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải tác dụng lực lên xe lớn hơn và ta phải đạp mạnh hơn, đúng không nào? Như vậy, chúng ta có thể trình bày ví dụ của mình vào trong phiếu bài tập cùng cô nhé. Giả sử cô lấy ví dụ là khi đạp xe. Khi đạp xe, muốn xe chuyển động nhanh hơn. Muốn xe chuyển động nhanh hơn thì ta phải tác dụng lực lên xe lớn hơn. Để truyền nhiều năng lượng làm xe chuyển động nhanh. Để truyền nhiều năng lượng làm xe chuyển động nhanh. Như vậy là vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong hoạt động 2, mục 2 La Mã trang 163, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.